Hái chị đi. Wow. Dạ. Ờ, con giục banh vô đi. Không, đứng 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 nhón lên. Đứng nhón lên mới cao chứ mà con làm vậy sao con cao được? Chân hai chân kìa. Gì? Bắt tay mẹ. Cái gì? Bắt tay mẹ. Ba ba nắm tay mẹ hả? Trời ơi. Khổ chưa? Rồi bỏ vô. Trời ơi, ai mà chơi bóng rổ mà chơi lấy ghế đồ ấy. Yeah. Rồi nhảy xuống đi. Không không, phải tự nhảy xuống lấy chứ bắt tôi đứng im đó cái tôi đưa banh cho bỏ vô rổ hả? Bớt giỡn đi. Hả? Con tự động chầm lên, con tự động leo lên. Con tự động nè, mẹ nói nè, mẹ nói nè. Nhón lên con, nhón lên. Hé vô. Rồi bây giờ đàn cho mẹ hát nữa nè, hôm qua đàn cô chú thích quá, bây giờ đàn đàn cho mẹ hát mà được. Đây nè. Ok, và bây giờ ngồi lên cái ghế nè, ngồi lên cái ghế đàng hoàng. Đó, ngồi lên. Đúng rồi, có cái tường màu đẹp nè. Á trời ơi, đất ơi. Ngồi xích vô. Ngồi xích vô, rồi ngồi xuống. Đưa cái đít vô. Đưa đít, rồi. Rồi, bé ngủ rồi, rồi cầm đàn cho mẹ hát. Ờ, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Không, để cái tay dưới, để cái tay dưới. Đúng rồi, còn cái này. Đúng rồi. Đúng rồi, bắt đầu nha. Hát nha. Hát. Rồi, hát. Mẹ kêu để cái tay ở dưới. Để cái tay ở dưới này chay nè. Chay sao không giỏi giỏi nhạc cụ vậy hả? Không có rành nhạc cụ. Không có được cái dẻ dời đó đi. Bây giờ phải chơi vô âm nhạc chút đi. Trời ơi, giờ dẻ hoài. Dẻ khắp nhà, khắp sớm mà. Bây giờ mình vô âm nhạc chút đi. Vô mà cái mà mẹ yêu thích lắm đi. Muốn con đàn cho mẹ hát đi chứ. Cầm cái đàn mà cầm con không nâng thân thì sao, thôi chứ sau này làm sao mà học nhạc cụ được. Bực ghê luôn á chay ơi. Đây nè, thấy không, mẹ đàn hay ghê chưa. Tu đàn, tu đàn chứ nó không có màng muốn gì, nó lấy đồ chơi đi chơi. Chay này nó không ghiền nhạc hay sao rồi nè. Không có ghiền nhạc nhúng gì hay sao rồi nè. Một mối la ngại, lo ngại rồi đây. Giờ đợi cho coi nó hát, nó khác thì sao nữa nè. Chứ giờ thấy là nhạc cụ rồi kia là không ghiền rồi đó. Đó, mẹ mới gom vô tức thì rồi, giờ con leo dục ra đó. Rồi một chút nữa hen. Mà con không có tự dọn vô hen. Là mẹ quýnh con một cái là lên bờ xuống vực. Mẹ thông báo trước cho chay nghe nha. Một chút nữa là phải tự dọn vô á. Rồi đúng rồi, giờ lụm đồ vô cho mẹ đi. Đúng rồi, mình tự làm là mình phải tự là người dọn dẹp vô. Chứ không có ai mà rảnh đâu mà đi dọn dẹp cho mình hoài. Hiểu không? Bác sĩ đâu? À, uống chích bác sĩ đó hả? Chích thuốc cho mẹ đi, mẹ đang bị bệnh nè. Chích đi. Rồi, khỏe rồi. Mẹ cắm ăn chay. Ô miệng ra. Ô mở miệng ra à. Rồi mẹ khỏe rồi. Thuốc. Hả? Không thuốc. Ngon không? Con uống thuốc, mẹ lấy thuốc vô uống. Uống thuốc không? Không uống thuốc à. Xíu. À, đau quá. À. Rồi, cho uống miếng thuốc đây, cho uống miếng thuốc đi cho đỡ ho. Rồi, ngon quá. À, nữa hả? À. Ai? Xích gì? Xích gì? Chích à, chích. Ơi, chích mà nó xích ăn, nó ai mà biết nó nói cái gì trời. Trời ơi, cái con ngựa này nó hoài à. Hái chay ha. Rồi lại. Ờ, rồi nó chích cho ngựa, nó làm gì chích vô mắt người ta. Chích vô ngay chỗ cái chân người ta kìa. Trời ơi, làm nó chích ngay chỗ chân nó biết sao. Chân đâu, chân ngựa đâu. Ngay mắt. Thôi, đừng chích ngay mắt, vô lý quá à. Đau mắt rồi. Đau mắt rồi hả? Đau mắt giống mẹ đau hồi bữa hả? Phải không? Cô nhớ mắt mẹ đau bữa không? À, bây giờ nè con thả cái banh vô cái bóng rổ cho mẹ coi. Cố gắng chồm lên để cao cao một chút coi. Mẹ đã 1m thì con phải 1m2.
Chứ mà con chơi mét mút 50 là cũng mệt đấy cha nha. Để lên, cầm. Cầm trái banh giùm cho mẹ. Thải vô nè, coi mẹ thải bóng vô rổ nè. Wow, mẹ giỏi quá. Đưa mẹ. Rồi con làm đi, tới con đi. Your turn. Your turn. Bỏ vô, thải banh vô. Đó, ba kìa. Did you take out all your toys after we just cleaned up together? Yes, we did. Đúng rồi, cố lên. Yeah! Giỏi quá. Làm lần nữa cho mẹ coi coi. Làm lần nữa cho mẹ coi coi. Mẹ làm sao? Mẹ. Tự làm banh con làm đi. Mẹ. Gì? Jingle bell. Cái gì? Jingle bell. Jingle bell hả? Đội nón jingle bell vô hả? Oh wow. Oh wow, jingle bell, jingle bell, jingle all the way. Mẹ, mời mẹ. Cái này giống tiếng cướp bạch hải đường rồi chứ không phải jingle bell nữa. Cái này giống như đi ăn trộm đeo Noel. Coi được không? Coi coi, cho mẹ coi coi. Trời ơi, wow. Bye bye ai? Bye bye ai? À, đi học hả? Xách cặp vô đây, bỏ vô, mang vô. Ê, trời, thấy chưa? Đi học. À, đi học. Cái này rồi mang vô sao mẹ cũng không biết đường luôn nha cha nha. Cái này ai mua chay đây ta? Cô nào mua chay á? Cái này mẹ cũng không biết luôn á. Cô chú nào mua chay? Cô chú nào mua chay cái này screenshot lại giờ đăng lên Facebook hồi Family Fan Club để cho Ngọc biết mặt đi. Cô chú nào một chút chơi cái hộp cái này nó bên Mỹ không ai có luôn chứ phải. Nhỏ. Chay cái con đó con gì con? Con gì? Con cọp á hả? Chà. Rồi đó giống rồi đó. Rồi. Trong đêm. Bye bye. Ủa đi đâu? Bye bye. Bác sĩ đi khám bệnh. Tưởng đi bán vé số. Cô nói vé số không? Trong đêm một bàn chân bước, mẹ xíu lang thang trên đường. Trời ơi bác sĩ. Nó nghe nè, gọi thợ rủ có uống cà phê không? Uống cà phê không? Có ai? Wow, cái đó cái gì vậy? Cặp cho bà cháu là gì? Màu đó màu gì? Oxy. Gọi thợ uống cốn cà phê lại lên. Uống cà phê không? Uống cà phê không hả? Uống cà phê. Uống cà phê không? Ups. Rồi đó, đeo cái nón xong bây giờ đầu tóc vào bù tóc rối đó nè. Em chay của mẹ em ơi, thật là rất là vui khi mà rồi những cô chú mà lúc ở Việt Nam mà gặp chay đều hát cái bài hát Em chay của mẹ em ơi. Thì Ngọc có thể biết được là đó là những cô chú coi chay từ cái ngày mà chay mới sinh ra luôn á. Tại vì cái bài hát đó là cái bài hát của lúc mà ngày xưa chay còn nhỏ là Ngọc đã hát cái bài đó rồi. Nên là khi mà cô chú mà gặp mà cứ nói Em chay của mẹ em ơi là biết liền là cô chú coi lâu dữ lắm rồi. Nhưng mà những cô chú hiện tại... màu green đúng rồi, những cô chú hiện tại á, thì cách đây cũng một năm rồi Ngọc không còn rồi nói cái chữ đó nữa. Ngọc cũng biết làm sao nữa, Ngọc có cái hứng nói chữ thầm trong khoảng một thời gian nó xong cái tự nhiên cái thấy nó hết trend rồi, thấy hết cái là bắt đầu không nói nữa. Nhưng mà vẫn còn động lại cái câu đó thật là khi mà nhắc tới em chay, khi mà nhắc tới chay là biết là em chay của mẹ em ơi. Mẹ sáng chế bài đó nổi tiếng một thời như vậy, giờ bài đã hết thời rồi. Bây giờ con phải làm sao cho mẹ? Bây giờ con phải làm sao cho mẹ chế được cái bài hát mới? Để mà ai nhắc tới Hoi Your Family, ai nhắc tới em chay là biết là em chay của mẹ em ơi. Em chay của mẹ em ơi. Silicon của mẹ em ơi. Em sô cô la của mẹ em ơi. Cái gì nữa? Em chay của mẹ em ơi. Bây giờ mà Ngọc ngồi Ngọc coi lại mấy cái video mà ngày xưa
mà lúc mà Chay còn nhỏ nhỏ, cái cách nói chuyện của Ngọc với Chay nó cũng khác ha. Phải đúng là mỗi cái thời điểm nó sẽ có cái cách nói chuyện khác nhau, sẽ có cái ngôn ngữ nói khác nhau nữa. Bây giờ thì mình nói những cái ngôn ngữ nó hơi đàng hoàng hơn một chút, để cho tại vì cái tuổi này nó học hỏi rồi, nên là mình phải cẩn thận hơn trong lời nói. Rất là khó luôn. Hồi nhỏ thì cũng còn dễ, nhỏ nó chưa biết gì, cưng chi nói đó. Chay nè, coi mày thải cho banh vô nè Chay nè. 1, 2. Wow, mẹ giỏi quá. 1, 2. Wow. Ai mua cho Chay cái nón à? Ai mua cho Chay cái gì đó? Jingle Bell. Cậu Tâm đâu? Cậu Tâm phải không? Ông Cố đâu? Cố ngủ rồi, cháy rồi. Rồi ông Lũ đâu? Ông Lũ giá rồi. Ông Lũ, no. Ông Lũ đang đi làm. Ông Lũ là chồng của bà Nhung, là em út của ông ngoại Chay ở bên Cali á. Là bà Nhung dạo này là nó nói tiếng Việt nhiều lắm, nên là bà Nhung ưa gọi điện thoại qua nói chuyện với nó. Bà Nhung với ông Lũ ưa gọi điện thoại qua FaceTime nó để ép chọc nó nói tiếng Việt cho vui. Nên là nước mà bỏ nước vô trong máy xịt đó hả? Cái con nó con gì á? Con bị sót. Con bị sót hả? Bị sót là con gì? Nước mẹ không nước cỡ. Hả? Con này bây giờ nó nói tiếng Việt nó không biết con gì rồi. Cái gì con? Baby shark con má ơi. Baby shark má ơi hả? Má mẹ. À baby shark mở ơi hả? Có cái lưỡi con làm gì vậy Chay? Cái lưỡi làm gì vậy? Chay đâu làm được cho mẹ đâu? Mẹ. Chay làm được mẹ không? Giờ quá. Bỏ tay vô miệng ta. Chay, con này con gì? Nè baby shark, bây giờ con mẹ hỏi con này con gà nó gái làm sao? Cái tất trong tất cả những loại đồ chơi của Chay, có cái loại đồ chơi này là bền nhất nè, là được cô Thảo ở bên Cali tặng Chay lúc mà Chay được 1 tuổi để đi mà chơi tới giờ, cái bồ đó là bền nhất luôn. Rồi à, còn cái đàn này hình như là không biết phải của cái cô Thảo ở quận 2 không ta? Ủa, trời ơi, tính ra những người xem video của gia đình có nhiều người tên Thảo quá ha ta. Con này bị sót cỏ. Con gì? Baby shark. Con baby shark đó hả? Baby shark. Con shark là con cá mập phải không ta? Con nói đi, cá mập. Cá mập. Con nói đi, cá mập. Cá mập. Đúng rồi, mập. Mẹ má ăn bộ cá. Mập nước mẹ. Rồi bây giờ á, con lại điện thoại con rủ ông Cố đứng cà phê đi, rồi mẹ mà bỏ nước vô cho cá cho. Gọi điện thoại rủ ông Cố, ông Cố ơi, ông Cố dậy chưa, đứng cà phê. Đây. Rồi, đem thoại ngồi xuống đây, ngồi xuống. Ừ, phải điện thoại là phải để bàn, phải điện thoại bàn mà. Hello, bà ngủ cà phê. quay qua đây, cô chú mới thấy cô quay qua. Anh uống cà phê ngăn. Uống cà phê. Uống cà phê ngăn rồi. Ngủ chưa? Chưa hả? Hả gì hả? Rồi con hỏi ông Cố dậy chưa? Chưa hả gì hả? Cái đó là phải ghê bậy không? Cái đội của mẹ em cũng nói ghê. Chay, con gọi con rủ bà ngoại uống cà phê đi, lẹ lên. Mẹ sợ rồi. Mẹ sợ. Cái đó cái gì vậy? Mắt sợ. Cái gì? Mắt sợ. Mắt sợ là gì? Mắt sợ thấy. Là gì? Mắt sợ. Nói không biết nói gì luôn. Hên ha. Tính ra Chay về Việt Nam qua đây lại. Hôm nay là ngày mấy rồi ta? Đây là ngày 28, 29 gì phải không? Qua lại ngày 11 tháng 1 hả? Ồ, tính ra qua là cũng được 3 tuần hả? Qua là ngày 9. Tính ra cũng qua được 3 tuần rồi. Gần 3 tuần rồi mà tiếng Việt cũng vẫn còn nhớ. Như vậy là cũng là một sự tiến bộ rồi.
Rồi bây giờ là con Su thu xếp là con dọn mấy cái này vô giúp mẹ nha. Mẹ ơi, mẹ ăn sao? Mẹ ăn sao? Mẹ ơi, mẹ ăn sao? Gọn tội cho ai? À, nó nhỏ, nó nhỏ. Nó nghe nè, gọn tội mà nó nhỏ ai nghe? Ok. Ok. Trời ơi, giữ cho ok nữa. Nó nhỏ nhỏ xong ok. Ok nè. Ok nha, ừ rồi, giữ giữ. Giờ dạo này diễn viên này giữ nè. Giữ nè. Nhớ không? Nói lại là nói lại mẹ nghe nè. Nói lại mẹ nghe chứ nói nhỏ mẹ không. Không nghe, không ồn nghe. Nói chuyện đàng hoàng nha. Nói ngoại ơi, ngoại rảnh không đi uống cà phê sữa. Nói đi uống cà phê sữa ngoại ơi. Ha, ngoại uống bạc xỉu ha, ngoại uống cà phê nóng. Trời đất ơi coi. À, rảnh chưa? Hay không? Ok, ok. Ướng ngàn bà thiệt nha. Ý gì diễn viên. Thôi về xong chưa? Chào tạm biệt cô chú nha. Thì xin cảm ơn cô chú đã xem cái video clip của chị Sky Hoi Xì Dơ ngày hôm nay. Cũng như là em chay chay của mẹ em ơi ngày hôm nay. Hy vọng là cô chú thích cái video clip này và sẽ tiếp tục ủng hộ cho kênh Hoyer Family Cuộc Sống Mỹ cũng như là kênh Chay Sky Hoyer. Chúc cô chú có một ngày thật là vui vẻ và sẽ hẹn gặp lại cô chú vào những video clip tiếp theo. Bye bye. Bye bye. I love you. Mì gió cô chú một cái. Mì gió cô chú cái coi. Mua. Good job, chị. Chà, bữa nay bài bản dữ. Chùi móng tay, chùi cái khăn giấy, chùi đồ đàng và đàng hoàng bài bản. Ngồi này chơi đang ăn thịt gà, cô chú mà hình như là thích ăn da gà hay sao nè. Mà da gà này dai quá. Da gà này dai quá, cắn không đứt hay sao á. Con muốn mẹ cắt da gà ra cho con không? Đâu. Mẹ cắt da gà ra cho con nha. Không. Không hả? Con nói dạ không mẹ. Cắn. Đúng rồi, trời đất ơi, bữa nay chùi tay bài bản chưa? Chùi miệng nữa, chùi miệng nữa. Nhâm nhầm. Nhai hoài không đứt. Nhai hoài không đứt hả chay? Dạ. Da gà đó đúng rồi. Rồi đừng lấy ra nữa nha. Gắn nuốt vô. Nuốt rồi. Ừ. Mày nói đừng lấy ra nữa, ráng nuốt vô. Mà con làm gì ghê gớm như chay? Nuốt rồi. Thôi bỏ đi. Trời ơi, nhìn thấy gớm nữa nha chay chay. Bé mẹ. Gì? Bé mẹ bé. Bé mẹ. Con ăn đi, con ăn miếng thịt đi, mày lấy iPad cho. Ráng gặm xương cho quen. Chứ mà ăn thịt riết quen cái hồi mong mốt không thích gặm xương nữa, khổ. Đấy. Đó, ngon quá. Nó lựa da nó ăn không ha. Có cô chú thích, cô chú nào thích ăn da gà giống chay không? Có con gà có chút xíu da nó ăn hết rồi da đồng ta ăn chay. Thôi đi lấy cái khăn giấy lau vô kìa. Có khăn giấy trước mặt mà đi lau vô chỗ khác. Dạ nhớ cảm ơn bé Si. Cái gì? Bé Si ngồi. Si con. Cho con xin iPad hả? Xin iPad làm gì? Vừa ăn vừa coi hả? Con ăn miếng đi rồi mày lấy iPad. Ăn đi. Lấy tay ra, không ngậm miệng.